Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 112 Chư gì Đồng Học Xin chào mọi người Trên bàn giảng có một số câu hỏi Của các bạn Đồng Học Chúng tôi trả lời đơn giản như sau Câu hỏi đầu tiên Bạn đồng học hỏi là Lìa tứ tướng siêu dược lục đạo Phá tứ kiến nhập nhất chân Pháp giới Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật Nhập nhất chân Pháp giới Thì còn phải niệm Phật nữa không? Nếu vẫn niệm Phật Thì có bị gọi là chấp trước hay không? Nếu có chấp trước thì không phải là nhất chân Pháp giới nếu như không chấp trước Thì niệm Phật có phải là vô tưởng định Đoạn diệt hay không Tôi nghĩ nhiều người Có vấn đề này Không chỉ là một người Lìa tứ tướng Siêu dược lục đạo Phá tứ kiến Nhập nhất chân pháp giới. Trong điều này có sự khác biệt của công phu sâu hay cạn. Công phu cạn. Mà phá tứ tướng nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi lục đạo. Làm thế nào để biết điều đó? Chúng ta căn cứ vào trong kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông. Quả vị tu Đà Hoàng đã phá tứ tướng nhưng vẫn chưa xuất tam giới họ vẫn phải sanh lên cõi trời rồi sinh xuống nhân gian bảy lần mới có thể xuất khỏi lục đạo có thể thấy phá tứ tướng có trình độ công phu sâu hai cạn không như nhau phá tứ kiến đương nhiên cũng như vậy trong tứ thánh pháp giới Chính là phá tư kiến Tư kiến mà phá được sâu Thì nhập nhất chân Pháp giới Nếu chỉ phá được cạn Thì vẫn là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Điều này chúng ta nhất định phải hiểu được Nhập nhất chân Pháp giới Có cần phải niệm Phật không? Bạn đi hỏi Phổ Hiền Bồ Tát Hỏi Văn Thù Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Và Phổ Hiền Bồ Tát Đều niệm A-di-đà Phật Bạn không niệm A-di-đà Phật Đương nhiên cũng có thể được hay nói cách khác là nhập nhất chân Pháp giới Vẫn phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ Điều này từ trước đến nay khi tôi giảng kinh đã nói rất nhiều lần rồi Bản thân tôi hướng tâm về tịnh độ Chính là khi đọc Kinh Hoa Nghiêm Thì cái tâm này mới phát khởi ra được Mới hiểu rõ Văn thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Là đẳng giác Bồ Tát của thế giới hoa tạng Tại vì sao các ngài lại muốn giảng sanh cực lạc thế giới các ngài giảng sanh cực là thế giới là thật sự không phải biểu diễn chúng ta đọc được trên kinh phật trong thế giới hoa tạng từ sơ trụ bồ tát muốn tu đến viên mãn thành phật cần phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp ba đại a tăng kỳ kiếp là bắt đầu tính từ viên giáo sơ trụ thời gian trước khi chưa chứng đắc được viên giáo sơ trụ thì không được tính phải cần thời gian dài đến như vậy Đến Tây Phương cực lạc thế giới Thì thành tựu rất nhanh Hay nói cách khác là Rút ngắn thời gian thành tựu của bạn lại rất nhiều Cho nên văn thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Đều muốn giảng sanh Không những muốn giảng sanh mà còn khuyên bảo tất cả 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Cầu Sanh Tịnh Độ Đến bên đó thành tựu nhanh chóng hoa khai kiến phật ngộ vô sanh niệm phật có gọi là chấp trước hay không việc này còn tùy bản thân bạn chấp trước có thể niệm phật không chấp trước cũng có thể niệm phật trên kinh thường nói niệm mà vô niệm Vô niệm mà niệm Đó là không có chấp trước Không có chấp trước có niệm hay không Vẫn là niệm Phật hiệu chưa từng ngưng nghĩ Nếu bạn có thể không niệm Không niệm mà tâm của bạn là thanh tịnh Bạn nói xem Bạn liệu có thể biến thành Vô tưởng định đoạn diệt không hay không Đó là khi bạn không niệm Phật Tâm của bạn là vô minh đó chính là vô tưởng định Đoạn diệt không Nếu như trong tâm của bạn là trí huệ Đối với thế xuất thế gian Quá khứ hiện tại tương lai Hết thảy đều thông đạt minh liễu Thì bạn không phải là đoạn diệt định Bạn không phải là ác thủ không Bạn sanh trí huệ Vì vậy cần phải phân biệt giữa minh và vô minh nếu như chúng ta là vô minh Mà bạn không niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì bạn làm thế nào đây Cảnh giới quá cao rồi phàm phu chúng ta làm không đến được Nếu như bạn thật sự Nhập vào cảnh giới này Tứ tướng tứ kiến Không cần nói là công phu sâu Chỉ là công phu rất cạn thôi Nếu bạn có thể phá một chút Thì hôm nay kinh Phật vừa mở ra Bạn đều có thể thông đạt rồi Bạn nhất định không có chướng ngại khi vừa mở quyển kinh ra Mà bạn vẫn chưa hiểu Vẫn không nói ra được Thì bạn vẫn là Chưa phá được mảy may tứ tướng tứ kiến nào Bạn không niệm Phật Cầu đới nghiệp giảng sanh Thì bạn có hy vọng gì chứ Nhất định tạo lục đạo luân hồi Điều này chính chúng ta nhất định phải hiểu được Lợi hại được mất So sánh ra thì khác biệt quá lớn Người thế nào mới chân thật có phước vậy? Là người tự mình biết mình là người có phước Chúng ta ngày nay không cần phải so sánh Với các cao nhân thời xưa So sánh với người cận đại Cũng không phải là cao lắm rồi So sánh với người trung thượng căn Chúng ta đều thua kém họ Bạn thử xem Đầu năm dân quốc Cư sĩ tại gia Cư sĩ Dương Nhân Sơn Cư sĩ Đinh Phúc Bảo Chúng ta xem trong truyện ký Các ngài thật sự là Đọc dạng quyển sách Đi dạng dẫm đường học nhiều nghe nhiều chúng ta làm sao mà so sánh với các ngài được chứ chúng ta ngày nay đọc được bao nhiêu sách chúng ta có thể biết được bao nhiêu sự việc khi vừa so sánh thế này thì biết được bản thân vẫn chưa được biết được chính mình còn kém quá xa những học giả đầu năm dân quốc này thế xuất thế pháp đều thông đạt không chỉ thông đạt kiến thức về trung quốc mà kiến thức của nước ngoài họ cũng đều thông đạt họ đi du lịch nước ngoài đi châu âu đi nhật bản chúng ta ngày nay xem thường họ không thèm để ý đến họ tự cho mình là đúng tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà chính mình không hay biết tùy thuận tạo khí phiền não thực sự là do cái tâm mưu lợi đang hoành hành tác quái trước đây tôi ở nước mỹ bạn đồng tu ở đó nói với tôi có một pháp sư tôi biết rất rõ ông ấy chuyên môn đi phê bình những pháp sư những đại đức có thân phận có danh vọng có khi ông mời họ đến có khi ông đến nước mỹ để thăm hỏi họ rồi trước mặt đệ tử của mình mà trách mắng nhục mạ họ mục đích là gì là để cho đệ tử của ông biết là sư phụ của ta rất giỏi các người xem những pháp sư này đều là nổi tiếng trên thế giới mà khi gặp sư phụ tôi bị sư phụ tôi mắng thành ra như thế này sư phụ tôi là số một trên thế giới này sự việc thế này không phải là hiện tại mới có mà thời xưa đã có rồi cho nên tôi đối với những đại đức như thế này thì kính trọng nhưng không gần gũi Họ cũng đã từng tìm gặp tôi Tôi cũng biết là nhất định sẽ bị mắng cho một trận Bị dạy dỗ một trận Ông ấy hẹn tôi ngày hôm sau đến đạo tràng lớn của ông ấy Sau khi tôi trở về Thì gọi điện thoại báo là Ngày mai tôi có việc bận nên không thể đi được Ông rất tức giận Ông không có cách nào mắng tôi trực diện được rồi Thủ đoạn này là phá giới phạm tội Sau khi chết rồi đều đọa lạc Được một chút vui vẻ nhất thời Tranh danh đoạt lợi nhất thời Mà không biết hậu quả là không tưởng tượng nổi Con người tại vì sao lại muốn tạo tội nghiệp này chứ Bạn xem chư Phật Bồ Tát Đối với bất kỳ người nào Cũng đều khiêm tốn nhẫn nhường Đối với người tạo tác tội nghiệp cực nặng Cũng rất là kính trọng Cũng không làm nhục họ Khi khuyên bảo họ Thì dùng lời nói nhẹ nhàng Cương mặt vui vẻ Khiến cho họ cảm ơn đội đức sửa lỗi làm mới đây là thật sự dạy người thật sự yêu thương và bảo vệ cho người tại vì sao phật giáo trung quốc những vị tổ sư đại đức thời xưa khi xây dựng đạo tràng thì đặt tôn tượng bố đại hòa thượng ở cửa chùa có ý nghĩa gì vậy Điều này chúng ta cần phải ghi nhớ Đức Phật dạy chúng ta vẻ mặt tươi vui khi tiếp người Phật dạy chúng ta tâm bao thái hư Lượng chu xa giới Cần có thể bao dung Bao dung những điều thiện và cả những điều ác Trên kinh không biết Phật đã nói bao nhiêu lần rồi Không ghét người ác Bổn tánh của họ không ác Ngay đến thế gian Pháp cũng đều biết rõ Câu đầu tiên trong tam tự kinh là Nhân chi sơ tính bổn thiện Tính tương cận tập tương diễn Tại vì sao họ lại trở thành ác như vậy? Là do nhất thời hồ đồ Nhất thời mê hoặc Mã Minh Bồ Tát trong khởi tính luận đó rất rõ ràng Bổn giác vốn có Bất giác vốn không cái nhất thời hồ đồ đó vốn dĩ không có họ vốn dĩ là một vị phật khi nào họ tỉnh ngộ trở lại thì họ là một vị phật bình thường hiện nay họ là một vị phật hồ đồ không bình thường họ vẫn là phật cho nên chư phật như lai nhìn chúng sanh trong thập pháp giới đều là phật nhìn chúng sanh trong địa ngục cũng đều là phật như vậy bạn liền có thể thành phật được bạn vẫn còn phân biệt thế gian này có thiện có ác có tốt có xấu Thì bạn là phàm phu rồi Bạn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi Điều này được nói rất nhiều Nói rất chi tiết Trong kinh luận đại thừa Chúng ta lìa xa hết thầy chấp trước Cái gì cũng không chấp trước nữa Thì bạn liền siêu dược lục đạo Hết thảy đều không phân biệt nữa Thế suốt thế gian cũng đều không phân biệt nữa Thì mới có thể siêu vượt thập pháp giới Hết thảy đều không chấp trước là phá tướng Hết thảy đều không phân biệt là phá kiến Nếu phá tướng Chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạc Là ở phương tiện hữu dư độ Nếu phá kiến sanh đến thế giới cực lạc Là ở thực báo trang nghiêm độ đây là tứ độ của thế giới cực lạc chúng ta cần phải hiểu là trong một đời ngắn ngủi ở thế gian này hãy tranh thủ nắm chắc phần giảng sanh về tinh độ đó là thông minh nhất dựa vào tứ lực thì khó chúng ta ngày nay có an toàn dựa vào phật lực dựa vào sự gia trị oai thần 48 nguyện của a di đà Phật Vọng tưởng Phân biệt chấp trước của chúng ta đều chưa đoạn Chỉ cần nhất tâm niệm Phật Cộng phu niệm Phật này Có thể đè phục phân biệt chấp trước Phân biệt chấp trước quả thật là chưa đoạn Thế nhưng nó không khởi tác dụng Tôi chỉ chấp trước a di đà Phật Tôi chỉ phân biệt a di đà Phật Còn lại những điều khác tôi đều không chấp trước Đều không phân biệt Điều này gọi là đới nghiệp giảng sanh Sẽ sanh phàm thánh đồng cư độ Ở đây là thay đổi đối tượng Tôi vẫn còn có phân biệt Còn có chấp trước Thế xuất thế pháp Tôi đều không phân biệt Không chấp trước nữa Mà chỉ chuyên môn chấp trước a di đà Phật Chấp trì danh hiệu Điều này chúng ta có thể nắm chắc Cho nên có câu Giả người tu Giả người đi Một người cũng không xót chúng ta cần phải hiểu rõ đại đạo lý này bản hội tập ngày nay của chúng ta đã được lưu thông mười mấy năm rồi gặp phải đại kiếp nạn này có rất nhiều người hủy bán phê bình không cần phải lo kiếp nạn này cư sĩ hạ liên cư từng nói Đến khi nào Thì kiếp nạn này được giải trừ Hạ lão cư sĩ nói là Đến năm con khỉ tiếp theo Năm con khỉ tiếp theo là Năm 2004 Khi Ngài sắp giảng sanh Ngài đã nói với lão cư sĩ Hòa Niệm Tổ và những học trò Túc trực bên cạnh Ngài Năm con khỉ trước đây Là năm nhâm thân Đến năm con khỉ tiếp theo Thì 12 năm này thế lực của tà ma ngoại đạo đạt đến cực điểm pháp nhược ma cường phật pháp cần dùng tư thế thấp nhất để bảo toàn cho chính mình chờ đến khi vận may của chúng hết rồi thì chúng cũng bị suy phong thủy luân phiên lưu chuyển mà thôi hiện nay là, là chuyển qua bên chúng sau khi khí giận của chúng suy rồi Thì tương lai chánh Pháp Còn phải cứu giấc chúng sanh khổ nạn Trong 9.000 năm thời mạt Pháp Tuy là lời nói của Ngài không nói rõ ràng Nhưng bên trong đã có ám thị Trong thời kỳ này có đại kiếp nạn Điều Ngài nói chính là thời gian này bạn thấy cùng với những điều nói trong thánh kinh mật mã cùng với những điều nói trong những lời tiên tri cổ xưa phương tây đích thực là tình cờ trùng hợp về thời gian vì vậy chúng ta hiện nay cần phải đề cao cảnh giác có tai nạn rất lớn thế nhưng cũng không nên lo sợ tai nạn nhất định là không sợ chết vấn đề là sau khi chết sẽ đi về đâu Điều này mới quan trọng Người học Phật chúng ta Đại khái trên cơ bản đều khẳng định Nhất định có luân hồi Nhất định có tam thế Vì vậy Sanh tử Xả thân thọ thân Giống như thay quần áo Cởi bỏ quần áo vậy Khi ra đi Bất luận là đi bằng cách nào Bất luận là đi dưới tình trạng như thế nào Thì đều cần quan hỷ vui vẻ mà ra đi nếu quan hỷ mà đi Thì nơi bạn đến nhất định là tốt Nếu như vô cùng đau khổ và ra đi Thì tiền đồ của bạn sẽ không tốt Sẽ phải đi vào tam ác đạo Đi trong quan hỷ vui vẻ nhất định là tam thiện đạo rồi thế Nhưng chúng ta đều không mong cầu tam thiện đạo Chúng ta nhất định mong cầu thế giới Tây Phương cực lạc thế giới tây phương cực lạc có chắc chắn được đi hay không nhất định chắc chắn sẽ được đi dạng người tu và người đi vấn đề là bạn có ý nguyện muốn đi hay không mà thôi bạn thực sự muốn đi thì bạn cần tuân thủ giáo huấn của thế tôn về nền tảng tu học thì điều này rất quan trọng tại vì sao có rất nhiều người niệm phật niệm rất chăm chỉ nhưng đều không thể giảng sanh họ niệm không như pháp không phải nói niệm không như Pháp Mà là tâm hạnh của họ không như Pháp Cho nên chúng ta nhất định phải nhớ kỹ là Trên quán vô lượng thọ Phật Kinh Thế Tôn đã dạy tình nghiệp tam phước cho vi đệ hy phu nhân Đó chính là nền tảng Nền tảng này là gì? Vì đến thế giới Tây Phương cực lạc Là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Tuy là chúng ta niệm Phật Nhưng cần phải là thượng thiện Chúng ta không phải là người thiện Khi đến đó các ngài không hoan nghênh A chi Đà Phật từ bi hoan nghênh bạn nhưng đại chúng ở đó không hoan nghênh bạn rồi. Đại chúng đều là thượng thiện. Muốn là thượng thiện thì bạn nhất định phải tu tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiền nghiệp. Đó không phải là thượng thiện mà là hạ thiện. Điều tiếp theo là thọ trì tam quy Giữ gìn các giới không phạm oai nghi là trung thiện Điều tiếp theo nữa là phát vô đề tâm Tin sâu nhân quả Đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả Đây là thượng thiện Cho nên chúng ta phải tân lực cầu thượng thiện Niệm Phật như vậy Giảng sanh thì phẩm vị của chúng ta sẽ rất cao Tâm lượng phải lớn nhất định là phải có thể bao dung bạn xem đến tu nữ hứa triết ở singapore bà đều có thể làm đến được không nhìn lỗi thế gian lục tổ trong đàn kinh nói nếu thật sự là người tu hành thì không nhìn thấy lỗi thế gian bà đã làm được rồi 101 tuổi vẫn giống như là một người trẻ tuổi Giống như người 30, 40 tuổi vậy Bạn xem thể lực của bà Ngoài việc tóc của bà đã trắng rồi Răng đã rụng một cái Còn lại đều không có bệnh tật gì Bà có thể treo lên cái bàn này rồi nhảy xuống đều không sao Là nguyên nhân gì? Đó là không nhìn thấy lỗi thế gian Cả đời chưa từng nổi giận Cả đời chưa từng ghét hận bất kỳ người nào người khác không thể chung sống cùng với bà bà quay đầu lại tự kiểm điểm là do chính tôi làm chưa tốt là do chính tôi làm người chưa tốt khiến cho người khác không được vui chưa từng nói người khác không tốt bao giờ cho nên bà tin tưởng ông trời sẽ bảo vệ cho bà đúng như vậy cho nên một người có thể hiếu thuận với cha mẹ Hiếu thuận với tổ tiên Thì bạn sẽ được tổ tiên Bảo hộ bạn Lịch đại tổ tông bảo hộ bạn Bạn có thể Hiếu kính tam bảo Y giáo phụng hành Thì chư Phật Bồ Tát Tiên Long Thiện Thần bảo vệ bạn Đạo lý nhất định là như vậy rồi tôi một chút nghi ngờ cũng không có hết thảy những người mà tôi gặp đều là ân nhân của tôi đối với tôi đều có ân đức tiêu trừ tai nạn thay cho tôi nên tôi cảm ơn đội đức chính vì vậy tôi đối với những người hủy bán tôi lầm nhục tôi hãm hại tôi thì tôi đều cảm ơn đội đức công đức tu học của tôi đều hồi hướng cho họ họ tiêu tai miễn nạn thay cho tôi khiến cho tôi được nâng cao không ngừng trí huệ và đức hạnh đều được nâng cao các bạn đọc tu thân cận với tôi cần nên có thể quan sát ra được những điều tôi làm những điều tôi nghĩ những điều tôi giảng cho các bạn nếu như các bạn quan sát tinh tế thì thấy hiện tại Hầu như là tháng này không giống như tháng trước Đã rất có tiến bộ Năm nay không giống như năm trước thì là tiến bộ chậm Tháng này không giống như tháng trước thì sự tiến bộ này tương đối nhanh rồi Sinh tâm quan hỷ Thường sanh tâm quan hỷ Vì sao vậy? Là vì tâm địa thanh tịnh Vì vậy phải cảm ơn đội đức Không có một ai là oan gia đối đầu họ làm oan gia đối đầu với tôi tôi biết là họ nhất thời mê hoặc có thể thông cảm tha thứ được họ là người tốt bổn tính của họ vốn là thiện họ là phật bồ tát thị hiện đến để giúp đỡ cho chúng ta tu học điều này chúng ta nhất định phải hiểu được bạn đồng tu này hỏi Do vì tâm của chính bản thân chưa đủ thanh tịnh Sợ rằng chúng sanh không được lợi ích Nên không dám thí thực Vậy nên làm thế nào Mới có thể khiến cho chúng sanh hưởng được lợi ích chân thật Khi bạn thí thực Tâm của bạn thanh tịnh là được rồi Thông thường tâm không thể thanh tịnh Thì tôi tu tâm thanh tịnh trong một phút Lúc này bạn có thể thí thực Khi thí thực một vọng niệm cũng không sanh Điều này là đạo lý nhất định bạn thấy người vẽ bùa trước đây khi bút của họ vừa đặt xuống liền vẽ xong một lá bùa không có một vọng tưởng thì lá bùa này sẽ linh nghiệm nếu có vọng tưởng thì sẽ không linh cho nên tâm thanh tịnh khi bình thời tâm không thanh tịnh còn lúc này tập trung toàn bộ tinh thần tâm địa thanh tịnh thì lá bùa sẽ linh nghiệm thôi đạo lý này không phải là như vậy hay sao Niệm chú cũng như vậy Tại vì sao chú linh nghiệm Niệm chú đại bi Chú đại bi thủy sám rất linh Niệm chú đại bi từ đầu đến cuối Không có một vọng tưởng Thì chú đại bi này linh rồi Xen tạp vọng tưởng thì không linh nữa Cho nên lúc này Ý chí tinh thần cần phải tập trung Trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được Như vậy người xưa nói tụng kinh không bằng trì chú Trì chú không bằng niệm Phật Bởi vì Phật hiệu là ngắn nhất Càng ngắn thì không sang tạp vọng tưởng Rất là dễ dàng Dài quá thì khó rồi Tập khí phàm phu của chúng ta liền sanh khởi Bạn hiểu rõ đạo lý này Thì bạn sẽ yên tâm mà thí thực Thời gian thí thực này khoảng 2 đến 3 phút Như định không nên có vọng tưởng phân biệt chấp trước Tâm của bạn liền thanh tịnh Quỷ thần đều được, được hưởng lợi ích Nếu như khi thí thực Vừa niệm chú vừa khởi vọng tưởng Vậy thì chúng sanh không được hưởng lợi ích vì chị hiểu rõ đạo lý này sẽ tốt câu hỏi đầu tiên là của một vị tên là hoài chi đến từ đài loan không biết vị này là xuất gia hay tại gia câu hỏi mà người này hỏi liên quan đến việc không biết xử trí thế nào chỉ việc chúng sanh ăn thịt vì người này từng nghe Pháp Sư Ngộ Phong giảng kinh Nghe ông nói có người ăn chay niệm Phật Chuyển sang học mật tông Sau khi học mật tông thì bắt đầu ăn thịt Nói là ăn thịt súc sanh Tức là siêu độ cho nó Giúp cho nó sớm được lìa khổ Câu nói này nói không sai Thế nhưng vấn đề là bạn đã có bản lãnh thật sự Để siêu độ cho nó hay chưa nếu như bạn chưa có bản lãnh thật sự Để siêu độ cho nó Vì thì, thì tương lai vẫn là Ăn nó nửa cân Phải trả nó tám lạng Nếu như bạn thật sự có bản lãnh Hay nói cách khác Bản lãnh này chính là Bạn nhất định siêu độ được cho chính mình trước Thì bạn mới có thể siêu độ cho người khác Nếu như chính mình vẫn còn chưa thể siêu độ Mà nói là có thể siêu độ cho người khác Thì đây là điều Phật thường nói trên kinh là Không có việc như vậy Không có đạo lý này nếu như nói là không ăn thịt Bổ sung chất dinh dưỡng Thì con người sẽ sanh bệnh Điều này tôi không tin tưởng Ở khu vực này Chúng ta có một vị cư sĩ hứa triết Năm nay bà đã 101 tuổi Bà ăn chay từ trong bụng mẹ Bà đã ăn chay 101 năm rồi Thân thể của bà giống như người mới 30-40 tuổi vậy không có ai có thể so sánh được với bà có thể thấy đây là một minh chứng rất tốt cho việc ăn chay mạnh khỏe sống lâu cư sĩ hứa triết chúng tôi là một băng ghi hình về bà hiện nay băng ghi hình này đang lưu thông tại đài loan bạn có thể tìm lấy để xem có phải là nhất định phải ăn thịt thì thân thể mới khỏe mạnh hay không câu hỏi này tôi xin được trả lời đến đây ăn thịt độ chúng sanh là chính mình phải có bản lãnh thật sự nếu như chính mình vẫn chưa chứng quả bạn nói ăn thịt để độ chúng sanh thì đó là lừa mình gạt người nhất định chính mình phải chứng thánh quả trước điều này phàm phu khó có thể làm được ngoài ra có một vị pháp sư tên là diệu kiến trong thư ông ký tên là thích diệu kiến ông nói là đệ tử có một đứa con nhỏ thân mang trọng bệnh người xuất gia làm sao lại có con nhỏ có phải là sau khi trung niên rồi mới xuất gia có phải là ông trước khi xuất gia thì đã có con nhỏ rồi ông muốn sám hối nghiệp chướng cho đứa trẻ này cầu môn pháp sư từ bi chỉ dạy cho đệ tử làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng trọng bệnh được khỏi việc này có thí dụ rồi trên kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện nếu ông có thể giống như bà la môn nữ và cô quan mục trong kinh điển này sự sám hối chân thành này nhất định có hiệu quả nếu như sự thành kính của bản thân không đạt đến được như bà la môn nữ và quan mục nữ thì hiệu quả sẽ nhỏ có thể thật sự đạt đến cảnh giới đó thì sẽ có hiệu quả thù thắng vô cùng kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện được rồi câu hỏi này tôi xin được trả lời đến đây chúng ta hôm nay tiếp tục xem đến đoạn thứ 100 của thái thượng cảm ứng thiên. Đoạn kinh văn phía trước đoạn thứ 100 chúng tôi đã từng giảng rồi. Lòng dạ thâm độc ra vẻ hiền lành cho người khác ăn thực phẩm dơ Hai câu này cảnh giới vô cùng rộng lớn Vô cùng sâu rộng Chúng ta cần phải tỉ mỉ thể hội Phạm là Dùng tâm ô nhiễm Để đối đãi người khác Lừa gạt người khác Nhằm đạt được lợi ích Dục vọng, thọ dụng Cho chính mình thì đều thuộc về phạm vi này Cái tội lỗi này sâu nặng vô cùng Câu cuối cùng là Bàn môn tả đạo dối đời Việc này trong xã hội hiện nay có quá nhiều rồi Cũng chính là điều trên Kinh Phật nói tà sư thuyết pháp như các sông hằng nếu như chúng ta nhẹ dạ cả tin lời dèm pha cả tin lời đồn nhảm thì nhân duyên thù thắng của phật pháp mà bạn gặp được trong cuộc đời này sẽ vô cùng đáng tiếc mà đánh mất đi rồi bạn không thể trách người khác chỉ trách chính bản thân mình lòng tin không kiên định tại vì sao bạn không tin phật tại vì sao không tin tổ sư đại đức thời đường có đại sư thiện đạo chú giải Quán vô lượng thọ phật kinh, tên gọi của chú giải là quán kinh tứ thiếp sớ. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua vài lần rồi. Trong đó chương thượng phẩm thượng sanh được đặc biệt nêu ra để giảng riêng biệt. Chúng tôi đã có lưu thông quyển sách nhỏ đó. thiện đạo đại sư khuyên chúng ta phải nên nghe lời dạy của phật lời dạy của phật ở đâu ở trong kinh điển bất luận người nào đến nói với chúng ta mà không tương ưng với lời dạy của phật thì chúng ta nhất định không nghe người chứng được quả a la hán người có đại thần thông đến nói mà nói không tương ưng với phật thì làm thế nào chúng ta cũng không nghe bồ tát đến giảng cho bạn địa thượng bồ tát đến giảng cho bạn đẳng giác bồ tát đến giảng cho bạn mà giảng không tương ưng với lời dạy của phật thì đều không được nghe đó nhất định là tà đạo không phải chánh pháp nói đến cuối cùng là nếu như phật đến nói thì sao Phật phật đạo đồng. Những lời Phật nói như những lời trên kinh nói nhất định là giống nhau. Nếu như không giống nhau thì đó là Phật giả, đó không phải là Phật thật. Phật thật nhất định là đồng đạo. Phật với Phật là đồng đạo, Phật không có hai cách nói khác nhau. Thiền đạo đại sư nói vô cùng khẩn thiết, kinh văn rất dài là vì điều gì là vì thời kỳ mạc pháp tà sư thuyết pháp như cát sông hằng pháp giống như thật mà lại là giả tràn ngập trên thế gian này phàm phu xác đất như chúng ta có năng lực gì để phân biệt chứ người thật sự có phước đức người có thiện căn thì sẽ nương tựa vào lão sư Lão Sư sẽ không lừa dối chúng ta Tôi thân cận Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm Ngài vô cùng khiêm tốn Không dám tự nhận mình là Lão Sư Chúng tôi tôn kính Ngài là Lão Sư Nhưng Ngài đối xử với chúng tôi giống như là bạn đồng học vậy Dạy bảo chúng tôi Lấy Ấn Quang Đại Sư làm thầy Ấn Quang Đại Sư là thầy của Ngài Còn chúng tôi làm bạn đồng học Ngài khiêm tốn đến mức độ như vậy Đây thật sự là vị đại thiện tri thức Ở thời kỳ cận đại của đồng tu tịnh tông chúng ta Chúng ta biết là Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Xã hội hiện nay Người tự xưng là Phật Tái Lai Hay Bồ Tát nào đó Tái Lai rất nhiều Hôm qua tôi còn xem được một bức thư Gửi đến từ tỉnh Đông Bắc, Trung Quốc Tôi cũng không biết từ đâu gửi đến Anh ấy nói anh ấy là Đại Thế Chí Bồ Tát Thời xưa có một thí dụ Nếu nói rõ bản thân người ấy là thân phận thế nào Thì người đó sẽ lập tức nhập Đại Niết Bàn Như vậy mới là thật sự là Đại Thế Chí Bồ Tát Nếu sau khi anh nói rồi mà vẫn chưa đi Vẫn còn muốn gặp tôi thì anh không phải là Đại Thế Chí Bồ Tát Anh là giả rồi, không phải là thật Bạn xem trong lịch sử Trung Quốc Khi vừa bộc lộ thân phận Thì lập tức đi ngay Nhất định sẽ không dùng tà thuyết mê hoặc quần chúng Điều này là sự thật Nếu nói rồi mà không đi Là còn đi khắp nơi tuyên truyền Còn tạo danh văn lợi dưỡng Thì người này nhất định không phải rồi Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng Không nên cho rằng Họ thể hiện một chút thần thông Yêu ma quỷ quái Đều có thể hiện thần thông Cho nên Phật không lấy thần thông làm Phật sự Khi tiếp dẫn chúng sanh Nhất định kiên kỵ cảm ứng thần thông cảm ứng thần thông nhất định là có nhưng trong phật pháp nhất định không dùng điều đó nếu như dùng cảm ứng thần thông vậy thì rất khó để phân biệt phật và ma cho nên phật nhất quyết không dùng cảm ứng thần thông mà phật chỉ dùng dạy học chính quy giáo học tam biệt thân khẩu ý như vậy chúng ta mới có thể phân biệt được Cho nên không bị người khác lừa Chúng ta Học Phật Khi nhập Phật môn liền tiếp nhận tam quy y Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng Nếu như tin vào lời đồn nhãn Thì tam quy y của chúng ta lập tức bị phá hỏng rồi Tin vào lời đồng nhảm Bạn đã quy y vào người đồng nhảm kia rồi Bạn lập tức xa lìa tam bảo rồi Bạn không phải là đệ tử của tam bảo Mà là đệ tử của yêu ma quỷ quái Điều này nông cạn và dễ nhìn ra Chẳng lẽ không hiểu hay sao Tam quy y vô cùng quan trọng sau khi phật diệt độ thì trung tâm của tam quy y là pháp bảo chúng ta cần phải quy y pháp hiện nay có người phá hoại phật pháp trong các thời kỳ trước việc phá hoại phật pháp đều có nếu không lấy làm lạ kỳ là hiện tượng bình thường. Là người nào phá hoại Phật pháp vậy là ma phá hoại Phật pháp. Bạn nói người đó là Pháp sư rất có tu hành không sai. Pháp sư rất có tu hành là ma không phải là Phật. Điều này trên kinh Phật đều có căn cứ. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế ma dương ba tuần nói với Phật là. Nhờ thời kỳ mạng Pháp của Phật Con người không có trí huệ Không có phước báo Căng tánh rất kém Ma Tuần Sẽ cho con cháu của mình Đều đi xuất gia Đắp lên áo cà sa Cũng rất có tu hành Phản đối Phật Pháp Phật nghe lời nói này xong Thì rơi nước mắt không nói một câu nào người xưa có câu ví như trùng trên thân sư tử ăn thịt sư tử dùng thuật ngữ ngày nay để nói là ma đã thâm nhập vào trong nhà phật cho nên không nên nhìn thấy hình tướng xuất gia này mà cho là đại diện thật sự của phật mà cần phải xem tâm hành của họ quan sát tỉ mỉ họ dùng là tâm gì họ nói những gì họ làm là những gì rồi đối chiếu với kinh điển xem có tương ưng không nếu như tương ưng thì đó là đệ tử phật nếu như không tương ưng thì đó là đệ tử của ma chúng ta cần phải hiểu rõ cần phải minh bạch mới không đến nỗi bỏ lỡ cơ duyên thù thắng của cả đời này trong đoạn chú giải này giải thích cũng rất hay tôi đọc một lượt cho các bạn nghe phật giáo tam quy viết Câu này có thể đọc thành Đức Phật dạy Tam Quy cũng được Hoặc là Đức Phật dạy chúng ta Tam Quy cũng được Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng Trong đó khẩn yếu nhất Chính là Phật Pháp Thổ Đức Phật còn tại thế Ngài dùng Pháp ấy để dạy dỗ hóa độ chúng sanh Sau khi Phật diệt độ Lưu lại giáo Pháp để độ chúng sanh phật thuyết pháp tăng truyền pháp nếu chẳng quy y tăng nghe pháp từ nơi nào nếu chẳng có pháp nhờ vào đâu để tu hành như vậy nương vào phật pháp để tự tu nương vào phật pháp để dạy người khác lấy liễu sanh tử chứng bồ đề làm bản hoài thì chính là tăng điều này chúng ta phải nhớ kỹ hay nói cách khác khuyên bạn dạy bảo bạn đoạn ác tu thiện người này có phải là tăng hay không không nhất định người tốt trên thế gian cũng khuyên người đoạn ác tu thiện thậm chí là yêu ma quỷ quái cũng có khuyên người đoạn ác tu thiện quyền bạn phá mê khai ngộ có phải là phật hay không cũng chưa chắc vì sao vậy là vì yêu ma quỷ quái cũng có tu hành đạo của họ cũng rất cao trí huệ của họ lớn hơn so với chúng ta họ cũng giảng là phá mê khai ngộ nhưng họ có giới hạn không phải là cứu cánh không phải là viên mãn cho nên vẫn chưa phải là phật phật là gì phật nhất định là liễu sanh tử xuất tam giới siêu phàm nhập thánh đây mới gọi là phật mới thật sự là tăng nói như vậy thì ngày nay chúng ta tu hành thì có mấy người có thể siêu phạm nhập thánh Siêu phạm nhập thánh Cần phải đoạn viền não Phải phá trần sa Vô minh Không phải là chuyện dễ Cho nên 9.000 năm thời bạc Pháp Phải quyết tâm Cầu sanh tịnh độ Buông xuống vạn duyên Thì đây chính là tăng Ấn quan đại sư Thị hiện như vậy Cho chúng ta làm tấm gương cho chúng ta Bất cứ thứ gì Ngài cũng buông xuống Cho nên dạy người Đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ Phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm Đây mới thật sự là tăng của nhà Phật Nếu như có một chút tơ hào tâm cầu danh văn lợi dưỡng thì đó là tăng giả không phải là tăng thật có một chút tâm ham muốn hưởng thụ thì bộ mặt này liền bị lộ ra rồi đó là tăng giả không phải tăng thật có một chút tơ hào tâm không tôn trọng người khác thì đó là tăng giả không phải là thật người làm tăng thật sự nhất định là lễ kính chư phật còn có khinh mạng người khác thì đó cũng không phải là tăng thật tăng thật không những nhìn thấy người xuất gia tứ chúng đồng tu nhà phật không có một chút tơ hào tâm khinh mạng mà nhìn thấy hết thầy chúng sanh của những tôn giáo khác cũng đều không có tâm khinh mạng này đây chính là tăng họ thật sự là y giáo phụng hành Các bạn đồng học tịnh tông chúng ta Dựa vào năm khoa mục để tu hành Nếu tương ứng với năm khoa mục Thì là tăng Đây là tam bảo Phật Pháp tăng Tam phước Lục hòa Tam học Lục độ phổ thập nguyện những đồng học xuất gia chúng ta không thể xa rời cương lĩnh tu học tịnh tâm hàng ngày cần lấy ra xem đó như là một tấm gương để tự soi xem mình có giống một vị tăng hay không Nếu như không giống Thì chúng ta chính là đang buôn bán như lai Hình dáng thì giống như người xuất gia Nhưng trên thực tế là con cháu của ma Điều này người xưa gọi là Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều Tôi là một trong những người đó Cho nên chúng tôi trích lục những giáo huấn trong kinh điển Dài đoạn kinh văn quan trọng nhất Mấy đoạn kinh văn này không nhiều, văn tự rất ít. Chúng ta đều có thể học thuộc lòng, làm khóa tụng sáng tối. Thử hỏi xem có thể có được hiệu quả hay không? Nếu như tâm hạnh của chúng ta tương ưng với năm khoa mục này thì khóa tụng sáng tối là công đức nếu như tâm hành của chúng ta trái ngược với năm khoa mục này Thì công khóa sáng tối là tạo nghiệp Buổi sáng gạt Phật một lần Buổi tối lại gạt Phật một lần nữa 360 ngày trong một năm đã lừa Phật hết 600 lần Tội lỗi của bạn rất nặng Bạn không đọa địa ngục thì ai đọa đây Lão cư sĩ Hạ Liên Cư dạy chúng ta thật là trong cuộc đời này chúng ta nhất định liễu sanh tử xuất tam giới không được phép lấy phật pháp để lừa người không được phép mưu cầu lợi ích trong phật pháp quả báo sẽ rất là thảm khốc trên thế gian những người trung niên trở lên đều có cảm xúc rõ ràng Thế gian là giả Không có điều gì là thật Từ bản thân chúng ta nghĩ xem Cuộc đời này của chúng ta Mấy mươi năm nay sản nghiệp chúng ta Để ở chỗ này Căn hộ này là của tôi Mấy hôm sau là chuyển nhà Lại bán cho người khác rồi Chuyển đến một chỗ mới Ở không được bao lâu là chuyển đi nơi khác và nghĩ xem cuộc đời này của chúng ta chuyển nhà bao nhiêu lần rồi ngôi nhà nào là của bạn đây chuyển đến cuối cùng cái thân thể này nếu chết đi cũng đều không mang theo được tất cả đều là giả mà phật dạy chúng ta giảng pháp dây không nhân quả bất không có thể mang đi được là nghiệp mà bạn đã tạo sẽ mang đi bạn tạo nghiệp thiện sẽ được quả báo thiện Tạo ác nghiệp sẽ chịu ác báo Tịnh nghiệp của niệm Phật là giảng sanh tịnh độ Điều này có thể mang theo Ngoài điều này ra thì một thứ gì cũng không mang theo được nghĩ đến thân thể cũng đều không mang đi được Đó là giả Tất cả đều là giả Tại vì sao lại phải tạo tội nghiệp chứ Tại vì sao phải tự tư tự lợi Phật Bồ Tát không giống như hết thầy chúng sanh Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm đều là vì chúng sanh Vì sự trường tồn của chánh pháp Vì lợi ích cho chúng sanh Không vì chính mình Bạn thật sự hiểu rõ rồi Phật Bồ Tát thị hiện trong thập pháp giới Là làm khách Chứ không làm chủ Là đến du lịch Không phải là chủ nhà du hóa mười phương đâu có cư trú chứ chúng ta xem thấy trên kinh phật mỗi một bộ kinh đều thấy phật ở tại một nơi nào đó mà không thấy nói phật trụ tại một nơi nào đó ở có nghĩa là tạm thời trụ nghĩa là dài lâu ở là ý nói tạm thời du lịch ở chỗ nào đó bạn xem ý nghĩa của chữ này rất sâu sắc rất đáng để nghiền ngẫm đều là để khiến cho chúng ta giác ngộ được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi a di đà phật Bộng tây cư sĩ a Còn, gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật